Khoan, cái gì vậy? Sao cái bóng này hình như giống hệt? Ủa anh Gũ hả? Anh con ơi, có phải anh Gũ không? Sao vô? Phải anh Tư? Cái nhà có nghe tiếng không? Huy anh Gũ rồi. Sao bây giờ nghĩ vậy rồi sao em dám vô anh Tư? Dạ. Ôi anh ơi, anh ơi, anh ơi. Đi vào cái mô rồi, cái mô thôi. Cái mô, cái mô, tốt luôn. Sao? Cả nhà ơi, đến hàng lại lên. Cả nhà đâu hết rồi? Còn hình như là chỉ còn 2 phút nữa là đến 9 giờ. Nó hơi mờ gì ta. Không thấy cả nhà nè. Bây giờ ngồi đợi cả nhà đi rồi mình đi đến nơi đó ha. Thì con cũng xin lỗi cả nhà đừng có bình luận phím như cũng như là những cái kênh khác á, vô trong kênh con là con loại bỏ hết à. Con có để lại do là con không có muốn như là nói chung là chỉ là cả nhà cứ quan tâm cũng như là những cái bình luận nào mà bên cái kênh của con thôi, đừng có những kênh khác. Vài bữa nó thầy con về là con sẽ dắt thầy con đến ở đây rồi đưa họ đi thôi nha. Thằng tới rồi. Cái nhà nhìn thấy hơi rung không? Ý là ngồi thiền bị sóng đánh tỉnh chết. Vũ con biết lát nó con vô, nếu mà còn họ thì con sẽ hỏi thử nha. Anh Tư bữa nào chắc cặt mấy ý lộn cắt mấy cái cây đó ấy ra anh Tư. Mấy cây đó làm hàng rào á. Gì? Làm hàng rào á. Ấy da. Mình sao đây? Thôi bây giờ dọ tình hình trong đó sẵn đi. Để coi có họ nơi đó không. Thôi hơi nhiều. Mình em cũng sợ nữa. Mà thôi. Cái bữa trước á, con biết làm sao nữa. Cái có một cô chuyển khoản cho con hình như 200 ngàn gì á. Cái cô nói là cô đánh số 00 gì á, rồi trúng. Gửi cho con mua tiền bên bán. Trần nó ơi, sao mà con trả tiền lại cho cô được. Con trả không thể nào được. Tại đâu biết cô như thế nào đâu. Cô kết bạn xong rồi. Một lát sau cô xóa kết bạn rồi nha. Mà trong khi đó ở trong clip con có số nào 00 đâu ta? Như đúng không? Út nói là hai cái con mắt gì á, hai cái mắt kiến à? Hai mắt kiến á. Phải không? Ai biết. Đó rồi, 400 mấy cái nhà rồi. Dạ không, Vũ không có xin số nha. Số ghi cả nhà, không có xin số được. Bằng vậy thì không thấy rõ như vậy. Con sẽ thu lại lát nữa. Nó có trái màn hình quá không? Để con đang chỉnh lại á. Anh trúng bơm 2-3 cây là sao? Là gì? Không ai biết. Thôi em không biết. Rồi mình vô thôi. Vô đi anh Tân. Em sẽ không to ra chút xíu. Bấm lộn. Dạ em đâu có xin số đâu. Tại không biết cái nhà sao nhìn sao mà đánh là em có biết đâu. Rồi em đâu trả số tiền nó được đâu.
không có biết tài khoản của người đó như thế nào nữa. Mốt mốt mình đem dép mới ngoài lên cư luôn. Đấy, dép ngoài đây. Gì? Đi dọc xung quanh giùm em. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giờ hôm nay hai anh em con đưa đến đây, và anh em con có một chút lòng thành giấy tiền vàng bạc bánh trái hương nhân đàn. Đây là tấm hình của cô chú anh chị các bạn gửi cho các chị hương linh phước mày nơi đây. Nếu mà thiếu thốn thì hãy đến đây nhận chú lòng thành này nha. Và sau đó thì các mong rằng các chị nghe kinh niệm bạc xong rồi các chị về chùa tu nha, đừng có ở nơi đây. Mong rằng các chị hiểu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không, hai anh em sẽ bước máy tông trên ngoài. Đấy, ngay đầu con. Xong. Má ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Không, anh cứ đốt đi anh. Giấy đốt em không anh. Xong, đi ra đây đi. Gọi anh để đi, nó tự cháy ngon nè. Ra đây nhanh đi. Ra đây nhanh đi. Ra. Cả nhà nghe tiếng cái lo như thế nào hả cả nhà? Để con để sao anh từ bữa nay không có tháo cái miếng kia ra. Cả nhà nghe tiếng kinh nó rõ không?
Cả nhà nghe tiếng gõ không hay là lớn quá? Cả nhà nói lớn quá. Mà vô được không Thành? Cả nhà thấy nghe rõ chưa cả nhà? Anh Tư đọc bình luận giùm em ơi. Rõ chưa? Lớn quá. Vậy lớn quá hả? Rõ. Cái gì? Rõ. Vậy... Okay. Được chưa? Ok. Con mô hoặc chờ độ sẽ không dính bản quyền. Rồi không biết luôn. Một bên thì rõ, một bên thì lớn quá, một bên thì kêu tắt đi. Dạ rồi. Còn tại vì con để một cái mic ở bên trong nhà. Mờ quá hả? Giờ đâu có mờ. Đúng không? Mới lao rồi đó. Rồi, đèn con này sẽ đi qua một bên. Bớt đèn này đi Vũ. Dạ. Quên nó đừng có kêu tên mình hoài quá. Rồi, bớt đèn rồi đó nha. Mờ quá. Ờ, cả nhà nếu mà mờ quá cả nhà bấm vô trong cái đặt. À, cái vô trong cái đặt mà cấu hình á. Nó có để cấu hình trong đó đó. Cả nhà ấy vô là không có đây hơi gần gần thôi. Rồi biết sao. Biết sao cả nhà nói mờ không? Vậy cái chỗ đốt giấy tiền nó không có cháy ung khói kìa. Chết bà không? Đó, kìa. Không quên nữa, đem chỉnh lại cho tối lại mới được. Nó gì chán. Rồi như vậy rõ ha cả nhà. Thank you.
Sao bữa nay họ không xuất hiện ta? Không biết có bị gì không? Không biết được. Đừng có nói chuyện. Bộ hổng vô mắt anh hả? Ừ. Cô đèn đó. Không thấy. Ra chưa? Ủa cái gì vậy? Quá trời, bữa nay quá trời buồn không rồi. Em coi có họ không xong cái cửa. Có. Thôi. Đây. Ây da. Cái tàu dừa. Cái tàu dừa anh quạt xuống giùm em. Cả nhà ơi, cả nhà đừng nói mờ quá, do là cả nhà chưa bấm vô trong cái cài đặt cái cấu hình nó thế nào á. Hình như họ đăng lại hay sao á. Cái nhà đừng nó mờ quá, do là cái nhà chưa bấm vô trong cái cài đặt cái cấu hình nó thế nào á. Hình như họ đăng lại hay sao á. Còn có nên tắt một cái bóng đèn trong đó không ta? Đèn cày á. Thank you.
con sẽ nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì các chị ơi, nếu mà các chị cần giúp đỡ điều gì đó, mong rằng các chị ở nơi đó có một thứ gọi là viết á, hay là ý cái phấn á, các chị dùng để cho phân biệt dễ hơn nha. Con lia máy qua. Ai ai ai. Trời. Tại vì khói của anh Tư hồi nãy đốt đó. Đang làm biết cái gì chứ xa quá thì nó hơi mờ. Làm gì? Cả nhà thông cảm để con thu lại đây, có gì con sẽ clip sau á, con sẽ phóng to cho cả nhà mình xem, do là nó hơi mờ cái camera. Anh tin em càng đảm không anh Tân? Hả? Đi vô quá à? Đi vô đó à? Ờ. Đi đi. Anh cứ ở đây. Coi cái máy giùm em. Rồi sao? Gì? Đâu có tiền gì sao? Càng đảm lên Vũ ơi. Nó mua gì hả? Nó mua gì là Phật, nó mua gì là Phật. Em ngồi bên đây cả nhà thấy rõ không?
Thì các chị ơi, anh em con có là kinh đó, các chị cố gắng nghe kinh niệm Phật và mau được siêu thoát nha, đừng có lãng quẩn nhà anh tư không có được tốt. Dạ. Không, em có kinh. Rồi, tới nữa rồi. Chuyện gì nữa vậy? Hình như thôi ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Tới nữa rồi nè. Cả nhà, con còn có gan không? Con sẽ qua bên đây thử nha. Ây da. Cho Phật độ. Hồi nãy con bị hội dụ. Ok. Ngoài Phật, cây cầu không có gì dịnh hết trơn. Hay là do cái đống khói này ta? Hả? Cái nhà vừa nhìn thấy cái quẹt để chổng rồi, không dám vô. Gì vậy anh Tư? Gì vậy? Gì vậy? Đâu? Đó hả? Cái gì vậy? Đi, 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 đi. Gan dưới chợ. Đi đường nào đi ra đường đó đi ông vua. Rồi hết khói rồi đó.
Con không biết con có nên nói trên mạng nào không nữa. Hồi nãy họ ghi gì? Không, con không nói đâu. Nãy em hết hổn cho. No, kìa. Nó kìa cái nào ơi. Ôi lần này con không dám vô nha. Dạ, họ vừa vẽ hình vừa viết chữ luôn. Viết số. Kìa, lại kêu nữa kìa. Không dám vô đâu. Bị một lần sợ rồi. Bây giờ các vị cho tiền giờ cũng không dám vô đâu. Để con nói ở ngoài nha. Các vị ơi, cố gắng niệm Phật đi. Nãy làm như vậy là không tốt với con đâu á. Đi vô lần nữa đi. Sao? Ôi không dám vô đâu. Quắc cỡ nào cũng không dám vô. Con tính đọc kinh chặn là đó, sợ họ bị ấy thử ra, con không dám. Tại phóng gần quá, nó không có rõ nét.
Ôi, họ đâu hả anh Tân? Quá trời mùa hông rồi. Theo cả nhà còn có nên vô đó cho cả nhà mình biết không? Để con đi dọ trước rồi để máy vô anh Tư cái đèn thôi. Anh quên bỏ đèn đóng rồi. À đù. Anh ở đó, ở đó. Không có ai nơi. Không có họ luôn. Gì? Đem cái máy vô cho cái nhà xem. Có khi nào mình vừa vô họ. Ok. Giữ an toàn nha. Để con ngưng cái máy tụng kinh chút xíu rồi con trò chuyện cả nhà nha. Rồi con lát con mặt lên. Đem vô trong con thắt lãng bỏ dép ngoài đi bước quen luôn cứ đó nãy họ giết cái gì ở đây nè rồi con nhảy nhìn đây không lẽ cái này là cái người đó là 29 tuổi hả 29 tuổi 29 tuổi rồi 29 hay 09 29 hay 09 không biết. Bản này là cái gì vậy? Còn cái này là cái gì không biết ta. Cũng là cái gì 1 1 1 7 9 không biết. Không biết đâu. Mật mã gì kỳ vậy? Nè bên đây là đợt trước nè cả nhà. Đây. Vẫn còn dấu vết luôn. Cả nhà nhìn kỹ ở đây là một chiếc thuyền nè. Và cánh bờm. Và bên đây là cái gì á? Ra cho thôi mình đốt đi chứ họ đi rồi đó mình đốt cho ngọn cái đi rồi mình ra ngoài về ha xong gì đi mình ra đây nè đốt cái đi tôi mình đi nghe tiếng nó ra ra đốt còn mấy miếng nữa tôi còn đâu còn gì họ đi thế gì mỗi nhà ơi không thấy ai hết trơn
Có khi nào họ xuống dưới này không ta? Sorry. Tại sao anh mặc đèn sáng lên? Lấy cặp tiện đi không vậy? Để con mở kinh lên cho họ, con đặt cái máy ở đây để cho sáng cho họ nghe đi. Họ nhìn thấy như vậy là con cũng quá tuyệt vời rồi. Mà cái này con có biết sao giải thích mã gì không biết nữa. Bấm nhỏ thôi cho nó lâu hết đi. Cái nhà, dạ cái nhà nói gì? Cái nhà bấm bỏ cái bình luận nó kia cái nhà, con bấm đi con, đừng có bình luận những kênh khác vô kênh của con. Rồi đi thôi. Hay là đặt chút xíu nó coi họ ra nó không? Tại tháng 7 này họ xuất hiện nhiều quá. Cái nhà kia tháo gì tắt một cái đèn cầy hả? Tắt một cái đèn cầy hả? Ờ. Tắt giùm em đi. Cái vậy anh tắt cái đèn cầy mà em ơi, nổ kìa anh Tư. Khoan, cái gì vậy? Sao cái bóng này hình như giống hệt? Ủa anh ngủ hả? Anh cái anh con ơi, có phải anh ngủ không? Sao vô? Phải anh Tư? Cái nhà có nghe tiếng không? Huy anh ngủ rồi. Sao bây giờ nghĩ vậy rồi sao em dám vô anh Tư? Anh ơi, anh ở đâu đây hả anh? Anh ở đâu? Rồi bây giờ Hương Linh này rồi như thế nào hả anh? Không phải được. Dạ để con cắt thôi. Ây da, dạ nghe rõ không anh Tư? Dạ sao vậy anh Tư? Dạ dạ dạ
Dạ. Dạ. Còn anh ơi, rồi những ăn hồn ở nơi đây rồi mình tìm cách nào giúp họ bây giờ hả anh? Dạ. 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 Anh kêu mình đi cúng thịnh soạn hơn cho họ dùng á. Cái nhà nó nghe không có rõ. Gì? Cái nhà nghe không rõ hả? Ủa? Anh kêu mình về anh Tư ơi. Đây. Cái mai. Lộn. Sao xả lại ta? À đây. Anh Vũ nói gì hả anh về đi. Cái nhà nãy nghe gõ anh Vũ nói không cả nhà? Ủa em cảm ơn anh nha anh Vũ. Đi về. Dạ. Không nghe gõ. Tại vì nãy con để cái mic đến đây rồi. Cái nhà nó không nghe rõ, để con về con coi thử có phải anh rượu không. Tiếng Vũ à, chết bà không, tiếng này nó dội lỡ nè. Dạ. Rồi cái nhà nghe rõ không cái nhà? Alo, cái nhà nghe rõ không? Rồi cái mic thử. Alo. Hay là họ giả ra sao ta? Cái nhà nó không phải anh ngủ kìa. Đi. Hay là họ giả cho ta, cả nhà nói họ giả ra. Đây. Nghe cái tiếng giống nè. Gì? Nó nghe tiếng giống hệt anh Vũ không? Ai biết? Mà nó hơi sao? Này sao? Nghe nó như hơi, nó hơi... Nó không phải như... Thường nghe anh Vũ nói chuyện với mình. Anh cả nhà nói anh Ngộ xuất hiện vậy là không phải rồi. Rồi em con cũng nghi lắm rồi. Nghi rồi, thôi con biết rồi. Con sợ họ giả danh ra anh Tư. Giả danh ra anh Ngộ á, rồi kêu mình như vậy á. Sao hồi bỏ hơi gì nãy nghe cái tiếng nó hơi nhỏ nhỏ rồi sao. Vậy hả? Không phải anh Ngộ, cả nhà nói không phải anh Ngộ. Đi. Nãy em hết khói, hơi mệt đó. Cả nhà ơi, con sẽ ngày mai con sẽ coi lại cái clip như có phải là anh Vũ nói không, tại vì nãy con ở ngoài này con nghe cái gọi là anh Vũ mà không biết có phải không nữa. Con sợ họ giải ra có chuyện gì nữa. Anh em con
cũng như là clip này, cũng như anh em con, nói chung là ai cũng vậy, dân đi quê là rất là cực khổ, mong rằng cả nhà hiểu rõ vấn đề này. Anh em con chúc nha, cũng như cô chú anh chị các bạn ngủ thật ngon, hẹn gặp lại cả nhà buổi livestream tiếp theo. Bye cả nhà. Bye cả nhà.